Đây con mồi này vẫn sung này. Anh treo nốt con mồi này ra xem này. Kìa. Má trắng này đẹp phết này. Chào bác nhá. Nay đi tuyển chim cho anh em này. Đây này. Cho bác xem nhá. Anh khả năng đổ lân đấy nhỉ anh nhỉ. Ngủ xa xa ra cho nó xem nó hót. Ra giọng đấy, chắc ra giọng đấy. À, video này mà bác Dũng Lý với bác Hoàng Nguyên Liệu mà xem được cái video này chắc là quen cái khung cảnh ở đây lắm rồi đây này. À, hiện tại thì em đang ở nhà anh Nông Văn Công nhá. À, hai bác là ngày trước đi bẫy thì hay đi vào đây rồi này, các bác biết rồi. Đây con mồi này. Đẹp phết đấy anh. Trời. Nó không có chim đấu thôi, không phải là nó không chơi. Con mộc ở bên kia là anh ở dưới bẫy lâu chưa? 10 ngày thôi. Đi cũng đứng lòng đấy. Bữa anh còn bao nhiêu con à? Mười mấy con rồi nè. Nhưng mà toàn chim mộc thôi là. Đi xem ở dưới em phát xem nào. Mấy con mộc. Đây là toàn là chim bẫy đấu hết. Chuẩn 100% luôn. Hàng của rừng Cao Bằng. Ba con này không bao giờ hôm kia được. Nhiều lắm. Chơi bên kia là má trắng nhỉ anh nhỉ? Những cái loại này khả năng tầm tháng thì bắt đầu mới đứng lồng được. Đây này, các bác xem này. Nó tập trung vào hết như này thôi. Điện thoại em tự nhiên quay sáng đấy. À, nó quay ngược sáng thì sáng như đấy các bạn. Đây chim già này. Nhưng mà em vẫn thích cái con kia nó kia. Con kia hôm qua thằng ở trên bãi đá kia xuống. May mà nhà nó tao xách đi rồi. Xách đi thì về thằng kia lại khóc đó. Hôm qua nó gọi okay. Bên này đợt tới này em khả năng em sẽ có những cái video trải nghiệm cũng như là những cái video bẫy đấu của chim trà mào đăng lên trên kênh em nhá. Do anh Nông Văn Công thực hiện các bạn. Rất là mong các bác ủng hộ. Thôi đi ra ngắm lại con lúc nãy đã. Đây con chim non này. Đấy. Đây anh cho cái lá gì vào đây? Xoan á. Con non con này thả được. Thả được.
Đấy, cái con má trắng này cũng được này, trong này cũng được. Và con má trắng này cũng thuần đấy, thế này này. Này... Nhưng mà con này ra giọng chưa anh? Con này ra giọng rồi. Sợ con mồi. Ừ, sợ con mồi đấy. Nhìn gốc màu các thứ cũng dày phết này. Con này anh bẫy tận đâu? Làng sạt hết đây. Trời vừa nắng vừa mưa nhỉ, chán thật đấy. Ô, này thả ra được này. Bơ thả ra nó cũng chả bay. Đây là hay này. Ấy. Chính ra anh cứ cắt hẳn cái lông đuôi nó nửa nửa chừng như thế nó chả bay đi đâu ấy nhỉ. Đâu. Nó khác đấy, mấy hôm thế mà nó thay năm xong rồi nó lại dài mà. Trước con kia con mà thả cho thằng bán vừa bán. Ừ. À, thế con này là nuôi từ non à? Cứ thả như này đó. Thả được mà cầm tay. Cái gì con này mà sang lấy thì... cầm tay là hot được. Cầm tay hot như con nào được nữa này. Nha, con này có cách phân biệt trồng mái không ạ? À? Có, bọn nó kiểu nhìn cái chân là... Như nào? Anh... Trên cái gáy này. Không phải, căn bản là nhiều anh em cũng hỏi là... Anh cứ bắt lại đi. Nhiều anh em hỏi phân biệt trà màu trồng mái, má trắng như nào. Đấy cũng giải đáp cho anh em luôn. Kinh nghiệm của nghệ nhân nuôi chim. Đấy, con chim má trắng thì... Đây này, phân tích luôn này, các bác này. Xem này, có cái mấy cái sợi lông tơ trên này này. Trên này, này. Nhìn thấy không? Đấy, mấy cái sợi lông tơ này này. Con mái ít có, không có lắm. Đấy. Không có luôn, con trống đây, như đây, nó đúng không? À. Sợi lông tơ trên này này. Đấy. À đây này, đây, đây. Đây, nhìn kỹ mới thấy các bác, đây này. Kể cả con trống già cũng thế, con trống già cũng có mấy cái sợi lông tơ này. Còn con mái thì không có. Tách đỏ, tách biếc các thứ như tách, nào anh? Tách thì nó phân biệt rồi. Thì nó tách thì nó bé hơn chân nữa, nhưng mà cảm giác người nó dài dài hơn đúng không? Đúng rồi, con trống thì nó kiểu nó lúc nào nó to chim hơn. Con này thả thì cũng thoải mái. Này. Nhìn cái lông ở trên gáy nó có mấy sợi lông tơ này. Đây này, lông tơ trên gáy này các bác này, quan sát kỹ đi. Mắt nữa nhỉ? Con mái không có đâu. Nhưng mà đây nhá, mắt con này là mắt méo này. Đúng không? Nó cũng tròn, nếu mà là đây này. Anh thấy cảm giác không? Nếu mà con mái ấy, đây này, con mái nó tròn xoe luôn. Con trống thì nó méo hơn. Nhìn hơi méo cảm giác, nhưng mà ở đây không nhìn thấy rõ được. Chắc phải ra đây. Đấy, nhìn rõ đây. Đấy, đây này, cảm giác mắt hơi méo này các bác này. Mà mắt nó không tròn xoe, các bác vẽ ra hình tròn ấy thì nhìn sẽ rõ. Đây, đấy, chính xác luôn này. Bắt đầu lên những cái tách đỏ này, tách đỏ ở bên má kìa. Bắt đầu nó lên nhá. Con này khác phải tầm 1-2 tháng nữa mới thay lông nhỉ anh nhỉ? Ai thả ra các bác này. Đấy, đấy. Được chưa? Con này đẹp chưa? Ừ, ăn hoa quả luôn. Ui, nó đòi đánh ở con kia anh ạ. Đây à? Gấu nhỉ? Nhưng mà liệu nó có bay không ạ? Dạ. Em chỉ sợ là ví dụ như là sau thay lông xong thì nó lại bay mẹ đi thì thôi đấy. Không đi. À. Con mà hôm trước cầm tay nó có non đấy. Con lấy nó thả trước đây. Ừ, anh xem thế nào đi. Yếm đậm lắm. Đấy. Con này mà má trắng mà nó như này rồi khi nào thay lông thì yếm nó đẹp ngay. Như cái con của thằng Bóc ở trên là quốc dân này này. Dạ. Có một con khít mà nó bán cao lắm, không thằng nào dám mua chứ. Dạ. Nó đòi, nó bảo nó mua 3 triệu dưới rồi. Ui rồi. Nó đòi 5 triệu. Điên. Đây này, con này yếm đậm này các bác này. Để kết ông các bác. Hãy tỉnh tĩnh lại đấy. Đấy. Con này còn khít, khít à? Luôn đấy con này. Mình xem nhau để em. Giống với con à. Ừ. Được mà, con này thay lông là khả năng yếm đẹp đấy. Ui ui, hơi nắng này. Nhưng mà chính là thả như này, lông vá lại đẹp đấy anh ạ. Thật. Ừ. Nhưng mà con này này, con mả trắng này cũng gốc màu dày này, đẹp này. Nhưng mà cũng
ra giọng này. Nó ra giọng rồi, nó ở dưới những lúc đầu kiểu chim già. Thì mới bấy nó. Con này này, con này chưa ra giọng này. Nhìn dị lắm, con này dị lắm. Chốt cho anh đủ 5 con là được. Thế thì hôm khác chốt. Không thì ra ngoài thành phố em gửi cho một con má trắng. À, gửi cho một con chim già. Chim già cũng được. Đến đồng chim già anh để cho nó rồi đấy. Con này anh không bán. Con này để cho con má trắng cả đồng chim già. Con này yếm đẹp đấy. Màu đấy. Màu con má trắng này bây giờ gần người nó sợ thôi, không thì nó dám dọa mấy con chim rồi đấy, dọa mấy con khác kè vào là nó thấy nó hay để một hai con để làm vực làm mồi. Má trắng làm má mồi trắng này làm mai làm mồi là ổn đấy. Con chim mộc thì cũng ổn đấy. Này thái độ chim mộc này, con này một hai tháng nữa hoặc là tầm một tháng nữa anh quay video là đẹp. Okay. Tương lai khỏe đấy. Yếm cũng đẹp nhá, yếm nhỉ, đậm nhỉ. Đậm đen. Các bác chú ý này, xem chọn chim thì nên chọn những con yếm đậm như thế này này. Nó phải rõ nét. Thì nó mới là chim đẹp này. Đấy. Còn má trắng này mình mà không nói với nó thì chắc nó không biết thì nó không đòi. Nó bảo đẹp lắm thì nó má trắng nó không đòi, nó chả cần biết. Mày cứ bảo má trắng nuôi đi đấu không được đâu mà, không được thì thôi mày cứ để cho anh. Thôi nha các bác nha, chắc em kết thúc video tại đây thôi. Hẹn các bác lại những video tiếp theo nha, cũng như những video chia sẻ nha. Thôi bye bye.